Kem V7 mini dùng được bao lâu? Đối với dòng sản phẩm mini nhỏ gọn, nhiều chị em luôn thắc mắc không biết kem V7 Toning Light mini dùng được bao lâu? Nên mua sản phẩm lớn hay loại phiên bản nhỏ dùng cho tiện lợi? Tại sao bạn nên mua sản phẩm mini trước cũng rất quan trọng. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Đối với dòng kem V7 Toning Light Mini là sản phẩm, được điều chế theo quy cách phiên bản nhỏ. Khối lượng của sản phẩm mini có 15ml nên rất dễ tiện dụng. Mặc dù là sản phẩm mini nhưng thiết kế chất kem, hộp đựng của sản phẩm rất chất lượng. Kem dưỡng trắng da V7 mini không thua kém gì các dòng sản phẩm V7 50ml. Bên ngoài sản phẩm được đựng bằng hộp giấy với thiết kế sang trọng. Hũ đựng kem mini có độ bền và sắc nét như loại hũ 50ml. Chất liệu hũ kem được làm rất bền, chắc chắn. Sản phẩm kem V7 size mini là một trong những dòng kem được sản xuất tại Hàn Quốc. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, nên chất lượng sản phẩm luôn mang đến hiệu quả sau 1 tháng sử dụng. Sản phẩm mini có thể dùng trong vòng gần 1 tháng, có bạn thì dùng đến 2 tháng luôn. Nên phiên bản mini khá tiện lợi cho nhiều khách hàng. Chị em có thể mang đi xa, đi du lịch hay đi đâu cũng thuận tiện. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm V7 mini có chất kem sáng mịn, trắng sệt. Chất kem thẩm thấu rất nhanh, tạo cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Chúng hoàn toàn không gây bết dính hay làm bít tắc lỗ chân lông. Nên đây cũng là một ưu thế nhiều chị em lựa chọn dòng sản phẩm dưỡng da V7 mini để sử dụng. Kem V7 hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem V7 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.